Hello anh em. Bữa nay mình đang ở bên Phạm Văn Chiêu Gò Vấp. Gắn cho khách là một cái hệ thống lọc nước đầu nguồn ha. Rồi vệ sinh bồn nước lạnh, vệ sinh bồn nước nóng là mặt trời, rồi sục rửa đường ống luôn. Hiện tại thì mình mới tới ở trên này thôi. Hơi cao nha. Nhà này là một trệt 3 lầu, mình đang đứng trên đỉnh lầu 3. Đấy. Tình hình là hệ thống lọc này chắc chắn là mình phải để dưới đây, để trên này không có được, trên này không có thể để cột lọc được. Cái máy này nha, anh luôn phóng ta. Hả? Đường đây chắc là cột lọc mình sẽ để dưới kia. À, ở đây anh có cái lọc UF đây này. Lọc gì? Không sạch. Lọc để dưới đó nha. Nhờ để qua lọc nó lên hệ thống này. Giờ tháo năng lượng nó tới phong. Làm gì? Xuống lại gì? Gió đồ nghe mi mô mình không thấy. Hả? Cái số nguồn điện. Đúng không? Xuống đi, anh gờ ổng thì tính đó. Không có đủ nghe không gờ được ấy. Ống này là 1, 2, 3, 12 ống ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ống. Một ống 35.000. Sợ lớn đó nha. Đây hai cột 1054. Mới tới giờ cái này đi, đổ cho. Đây là hạt pin để khử sắt. Nhấc lên nha. Rồi. Hạt măng gan này sẽ được phao.
Liều này khoảng chừng 3 năm anh. Không, thay ruột bên trong thôi. Cái bình này mà anh để trong nhà này chắc xài phải 5 7 năm. Cái để ngoài trời lâu nó mục quá thì mới thay cái bình thôi. Ông đó đấy, ông dưới đó đấy. Phui. Hạt này là hạt ODM nha, cứ đi sắp phèn thôi, tốt hơn của mangan nhưng mà nó mắc. Cái hạt nấng pH đâu rồi nhỉ? Cái bạ đây. Đây là hạt nấng pH lên là 1 chấm nha. À không anh. Cái này là lọc thô thôi. Tức là lọc trong cái hệ thống này là nó sẽ đạt nhất về cái hệ lọc. Còn mà em muốn uống là phải nước RO kia. Là tinh khiết mới được cái nè. Làm cái RO thì nó hơi mắc. Dạ. À, cái hệ thống RO thì nó mắc anh, nó đều nước thải nó nhiều. Kiểu nó lấy tinh khiết á, giống như nước suối luôn á.
Qua cô đấy. Nhấc lên. Cột thứ hai thì chỉ có than hoạt tính thôi. Lắc đều chưa? Than lên đầu nhé. Mình có than. Nó khác với cái than Việt Nam. Than Việt Nam của mình là cũng to. Nó xử lý nước kém lắm. Bùi nha. Xuống hết cho vậy. Thôi thôi đi. Rồi, xong. Lấy cái gì để rửa cái cổ lọc nước á. Tháo rồi kìa. Cái gì đó, trong đây có cái gáo. Đâu kia có cái voi xả gì á. Hay là kéo cái voi qua đây luôn được không? Nó dễ. Ok, xong, hai cột.
Đây là lọc UF 2 khối mình chưa, phù hợp với hệ lọc 1054. 1054 nó cũng ra được 2 khối 1 giờ nha. Thì mình cho anh có cái mũi khoan 6 á. Bỏ mũi khoan để khoan bắt cái này lên. Dạ, đúng rồi anh. TikTok có mà YouTube cũng có anh. Điện nước tiền phát, đầu phát. Dạ. À. Hai cột thẳng với nhau chưa? Cột lọc thì đang ráp xong để mà sục xả. Thì tiếp theo là sẽ sục rửa lên cái đường ống cho anh luôn. Sục rửa đường ống ha. Bằng cái máy sục rửa này. Đây. Máy là máy này chuyên sục rửa đường ống nha anh em. Đấu vào đây này, đường này xuống nhà này. Đang cho xạ cột lọc số 1. À, nước. Nghe em ơi. Mở máy cô ơi. Rồi giờ sẽ vệ sinh ống thủy tinh nha. Cái này thì mình sẽ xài là cái bát. Bát như là bát thông cống á. Bát 5 cần người ta thấy không? Bỏ vô á. Vô ống thủy tinh này, vô phát là sạch sẽ, đi từ ống nào ra ống đó là gắn vô luôn là vừa đẹp. Thì cái bình ôn mình cũng xúc như vậy luôn. Cái bình ôn mình cũng xúc xả như vậy luôn. Mình bỏ cái đầu này vào trong đó từng lộ vậy đó là sạch trơn ra hết là ống thủy tinh như vậy vô rồi. Càng vô trong nó càng ngày nó càng sạch ra là được nha. Xong cái này xong là tới cái bồn. Ở đây tới đoạn cuối thì làm nhẹ nhẹ thôi. Cả nó đụng ngón thì tin cuối nó mỏng lắm, nó dễ bể. Đúng, vậy là phải cắt bỏ đi. À, cái này là ngày xưa chơi lan. Cho tứ tự động bây giờ hết lan rồi. Nên không có chơi nữa. Bỏ đi, cái này cắt điện dưới, điện ở dưới á, cắt bỏ hết rồi nha, không có xài tới luôn nha. Ok, mở lại. Rồi đang xúc xả. Rồi, bồn nước nha. Hơi dơ. Nhưng không có dơ lắm. Xúc cái bồn này lấy 250. Đây đây đó đây. Bít lù 20 in lớn nè. Thank you.
gom rác luôn đi, gom được cái gì thì cứ gom, rác đồ gom là một cái bao này xíu khiến xuống. Bằng cầu điện có còn vùng lắm á, có chưa còn vùng lắm có em lấy khúc gọn hai bài đó luôn cũng đưa qua trên cái khúc gọn ngoài kia đó. Căn đầu kia nổi bằng sóng nó dùng. Đúng rồi, bật khó lên. Đó, cái này cả hai coi lấy không? Hợp lý. Hợp lý. Thằng xà nó không cần dần kéo đâu nha. Gần vô đâu còn dai đưa ra thôi. Anh xả qua cái này lên đây là sẽ ráo web. Đúng rồi, thằng nào giảm vào đây. Ừ. Ông sợ đẩy làm không. Cái này chắc mai một phần gắn tự động. Ờ, đâu cứ đường đi một đó. Có cái đi có cái có đó. Đúng có. Có nhiều lắm, yên tâm. Ở đây. Không dài chưa? Này anh. Mày chắc mai mốt em. Em làm cái xà tự động của cái này luôn quá. Chứ mà anh không lên xà rồi nó tắt nó hư luôn cả cái lò như bên kia nữa. Hẹn tới cái giờ đó là một ngày nó một tuần nó xả một lần thôi. Là một lần khoảng mấy phút đó thôi à. Cho nó khỏi tù cái này chứ anh mấy kia lên đây đâu. Đó là lâu lâu anh phải lên coi thử nước luôn sao em thấy không lên trên này luôn. Alo. Đừng lấy nó hả? Đừng lấy nó. Ở dưới đồng hồ nhá. Sạch sẽ. Cắm nguồn lại cho nó cố định. Lấy môn nha. Ok. Lên. Ừ, lên. Lên cháy luôn. Sẽ đẩy siêu đó nhé Dũng. Ừ.